đâu chưa nắng mà đi bơn bơn ngoài đường ghê mày. Tính là 3 tháng này có đi quấy tài cũng ngứa bật cố luôn, đi xin được bịch bông quấy tay này. Tôi về tôi quấy từ trên đó mà quấy về tới đây biết bao nhiêu cây rồi đó. Chúng ta là mà càng quấy tôi thấy nó ngứa càng ngứa kỳ ta. Sực nữa em mới nhớ nè. Hả? Em hỏi anh nè, anh ngồi xuống đây em hỏi anh cái này á. Cái gì? Cái này là anh gọi là cái gì? Bông quấy tay. Dùng để làm gì? Để quấy tay. Đúng, hỏi 100 người ai cũng nói như vậy hết. Đúng, rõ ràng chứ vừa cái lỗ tai luôn. Lẽ ra cái này á nó không dùng để quấy tai đâu. Chứ quấy cái gì ông thần, nó đã tạo ra bông quấy tai mà. Không dùng để quấy tai chứ quấy gì ông thần? Chắc quấy lỗ mũi không chắc. Cái này dùng để vệ sinh chứ không phải dùng để quấy. Quấy là có cái đồ khác. Cái anh cần quấy là đẩy cái lấy tai anh vô trong. Càng đẩy vô, càng quấy nó càng đẩy vô chứ không phải lấy ra. Cái này dùng để vệ sinh tai, vệ sinh vết thương hay vệ sinh một cái gì đó chứ không phải dùng để quấy tai. Chứ tại sao người ta nói cái này là bông quấy tai? Đó là anh tự nói chứ ai mà nói. Ông đi ra ngoài tiệm tạp hóa đi, ông nói bán cho tôi một bịch bông quấy tai là người ta bán cái này cho ông coi. Ra anh tạp hóa kêu bán cho em một bông tâm, người ta bán này cho anh coi. Bông là sao ta? Bông tâm. Bông tâm, bông quấy tai cũng là một hả? Hai từ khác nhau đàng hoàng. Cái này á, kẽ nè, đó, cái kẽ đó, kẽ nè, để vệ sinh tai và vệ sinh vòng ngoài của tai. Nếu mà anh càng chọt vô á, là cái ráy tai của anh nó càng đẩy vô trong. Càng lâu ngày á, tai của anh sẽ dễ bị ù, bị viêm trong đó. À, có nghĩa là mình ngoáy cái mình đẩy nó, cái đúng rồi, mình... Ờ, à, anh nhét vô là vừa lỗ tai của anh luôn, mà nó lấy ra bằng đường nào? Cũng hợp lý. Đúng, chưa hợp lý gì nữa, nó có cái đồ móc tai riêng. Còn cái này anh mà quấy á là nó càng vô trong chứ không có ra đâu. Với lại nè, nếu anh bị vết thương á, anh lấy oxy già anh nhúng này nè, anh sẽ chấm trong vết thương nè. Vệ sinh, để vệ sinh chứ không phải là dùng để móc. Vệ sinh tai và vệ sinh vết thương. Đù, sai lầm chết. Vậy ra ngoài đó nói bán cho tôi một cái tăm bông. Tăm bông người ta cũng bán anh cái này thôi. Rồi bông quấy tay. Bông quấy tay tại vì đa số mọi người hay dùng cái câu cửa miệng cho nên người ta quen, người ta bán nhanh cũng bình thường thôi. Hàng khi tôi quấy mà càng thấy cái lỗ tai tôi nó bây giờ nó ù mà nó nhức, mà khi mà nó đã như vậy mình càng quấy nó càng đã. Đúng. Đã hứa. Rồi ok nha. Ok, được á, hay á.